Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại chủ đề mà chúng ta trả lời một số câu hỏi của các bạn. Thì một số bạn chúng ta sẽ nghĩ rằng là những cái người mà người ta chơi bài, chơi các cái bài thì người ta sẽ tập luyện trước đúng không? Nhưng thực tế có một thực tế rằng là chúng ta sẽ không, người ta sẽ những người người ta biết chơi đàn ấy các bạn, thì người ta không cần tập đâu. Có một số bài tất nhiên là tập thì nó chơi rất là trôi chảy, nhưng một số bài người ta sẽ không cần tập mà người ta vẫn chơi được đó. Thì các bạn có thấy nó hay không đó? Không cần phải tập người ta chỉ nghe và người ta đánh luôn đấy. Cái này là ở một cái level rất là cao, so với những bạn mới học thì chúng ta cảm thấy rất là cao siêu. Nhưng thực tế thì nếu như mà các bạn mà được học cơ bản, bài bản nghiêm túc về nhạc lý, được học về nhịp phách, được học về hòa thanh, thì các bạn sẽ cảm thấy cái việc đó nó rất là đơn giản đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nguyên nhân vì sao mà họ lại chơi được tất những cái bài như vậy, họ có thể làm được như vậy. Thời gian vừa qua có nhiều bạn cũng hỏi rằng là mình chơi đàn nó cứ bị chững lại, nó chỉ đến một tầm nào đấy thôi và nó không phát triển được nữa đó. Thì nguyên nhân thứ nhất nó dẫn đến cái tình trạng đó đấy, đó là gì? Chúng ta, một là chúng ta tập trung vào học một cái nào đó và chúng ta cảm thấy nó cứ tới tầm, nó như kiểu chúng ta ăn nó bị no các bạn, nó chỉ đến đấy thôi, cảm thấy nó không ăn thêm được nữa đó. Thì cảm giác này mình tin chắc là rất rất nhiều bạn chúng ta cũng sẽ gặp. Thì cái thông tin mình đưa đến cho các bạn trong video hôm nay chỉ có hai thông tin ngắn thôi. Thứ nhất là gì? Chúng ta sẽ tìm cách để giải quyết cái vấn đề gọi là chúng ta tập đàn mà nó bị chững lại thì chúng ta phải làm gì tiếp theo. Ok, chủ đề thứ hai, phần thứ hai là gì? Mình sẽ chia sẻ với các bạn vì sao những cái người mà người ta biết chơi đàn ấy thì người ta lại chơi một cái bài mà người ta không cần phải tập luyện trước, người ta vẫn chơi được ở một cái mức mức độ gọi là nghe được, tạm được đó, thậm chí là hay luôn đó. Ok, thì chúng ta đi phần thứ nhất là chúng ta đến cái phần mà họ chơi, là chúng ta tập đàn mà đến cái thời điểm nào đó chúng ta cảm thấy nó bị chững lại nha các bạn nhé. Ok, thì mình như mình chia sẻ ban đầu, xin lỗi các bạn, mình đang bị đấy, bị bỏ cái thuốc nhỏ mũi vào xong rồi nó bị đau ở trong mũi này. Mình thi thoảng mình có khụt khịt một chút, các bạn thông cảm nhé. Rồi, mình quay trở lại nhá. Thì thứ nhất là gì? Tại sao chúng ta lại chơi đàn nó lại hay bị một cái tình trạng rằng là tập mãi cảm thấy mình chơi nó cứ không tới được, không đến đâu cả. Nó đến một cái mức giới hạn nào đó chúng ta bị dừng lại. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là gì các bạn? Là khi các bạn chơi một cái chủ đề nào đó, hoặc là đơn giản là mình nói đúng một chủ đề, ví dụ như là các bạn tập hợp âm đi. Tập hợp âm đó các bạn đã chơi được các vòng hợp âm cơ bản rồi, nó cứ đánh đi đánh lại mãi như thế, các bạn cảm thấy à tôi đánh được rồi, thế còn cái gì để học nữa đâu, nó rất là nó hết mất rồi đúng không, chả còn gì nữa, mình nghĩ như thế. Nhưng thực tế là thì nó còn rất nhiều, còn rất 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 nhiều ở bên bên đó, bên cạnh nó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn đó là làm thế nào để chúng ta vượt qua được cái cảm giác mà chúng ta cảm thấy chơi và nó hết rồi. Ok, đối với hợp âm nhé, thì chúng ta gì, khi mà chúng ta mình đơn giản lên trên một cái vòng âm, ví dụ là bây giờ re si trưởng, fa trưởng, đô, nó chơi như này, chúng ta chơi như này đúng không, chúng ta học một kiểu như này đúng đấy, học xong rồi chả biết chơi gì nữa, nó gọi là nó cảm thấy à tôi chơi được đến, tôi biết chơi rồi, nó tràn rồi, tôi chỉ chơi đến đây thôi. Nhưng mà thực tế là gì, ở trong những cái hợp âm đó nó còn có nhiều kiểu khác nhau để đánh nữa các bạn, chứ không phải là chúng ta chỉ bấm re si fa đô như này được như chúng ta nghĩ đâu, nó còn nhiều cách khác nhau ở trong đó. Các bạn có thể biến tấu thay đổi bằng cách là hợp âm là re này, các bạn có thể thay đổi đó, chúng ta có thể thay vì ban đấy chúng ta tập quạt xong rồi mà chúng ta có thể giải nó, giải bằng cái tay bên này. Ví đó, các bạn thấy chưa?
đó. Các bạn nghe nó khác nhá. Cũng là hợp âm của các bạn chơi đúng không? Cũng là hợp âm Re, Si, Fa, Do. Nhưng mà mình làm nó khác đi. Đó. Làm khác bằng cách gì? Chúng ta bấm sử dụng các hợp âm này. Chúng ta không sử dụng hợp âm đơn thuần như này. Chúng ta có thể bớt đi. Có nghĩa là bỏ con một ra. Đó. Hoặc Si giáng trưởng này. Các bạn bấm như này đúng không? Si giáng trưởng bấm như này đúng không? 3 giây nữa nó chặn lên. Thì các bạn có thể bỏ con út ra. Bớt đi. Cái kỹ năng mà bớt đấy, các bạn thêm vào bớt đấy, hôm trước mình nói trong hợp âm ấy. Đó. 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 Đó, tiếp theo này F, Fa này và Do. Đó, Do này mình đã thông thường các bạn bấm Do này đúng không? Mình đã bấm. Đó. Đó, mình thêm vào. Thì lúc đó các bạn sẽ tạo cho mình cảm giác à, chúng tôi lại có thêm một cái mới ở trong cái vòng hợp âm mà tôi vừa học xong, đúng không? Các bạn lại cảm nhận được ngay. Đó, các bạn sẽ có một cái mới ở trong đó ngay, các bạn sẽ có ngay lập tức. Đó, mình sẽ không bị gọi là chỉ dừng lại ở cái chỗ mà bấm được các hợp âm như thế thôi. Đó, chúng ta có nhiều kiểu đánh khác nhau. Đó. Hoặc là một cái nữa. Thì ví dụ như là các bạn tập quạt đi, tập quạt nhá, tập quạt, ví dụ như các bạn tập quạt là ví dụ như cũng lấy cái vòng hòa âm đấy đi, vòng hòa âm này đi. Đó. Ví dụ các bạn quạt tập quạt điệu ballad đi đúng không? Thì quạt như này đúng không các bạn? Xuống xuống lên lên xuống 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 lên xuống. Đấy như này đúng không? Các bạn quạt điệu ballad. Đó. Ok, học xong rồi. Bây giờ bài này nào các bạn cũng sử dụng cái kiểu quạt ballad lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó, thì cảm thấy là mình à, hóa ra là học guitar nó cũng chỉ thế thôi, đến đây thôi là hết rồi, tôi chả có gì để học nữa. Nhưng thực tế nó còn rất nhiều. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn nhé. Thì chúng ta quạt, thông thường chúng ta quạt như thế rồi đúng không? Cái điệu ballad đúng không? Nhưng mà trong đó chúng ta cũng tương tự là chúng ta sử dụng các hợp âm, chúng ta cũng buông và bỏ, thêm vào bớt, kỹ năng thêm vào bớt. Thứ hai nữa là gì? Các bạn vận dụng cách vừa giải âm vừa kết hợp với quạt thêm vào thì các bạn sẽ thấy nó có sự mới mẻ trong đó, ngoài những cái mà mình đã học. Đó. Mình thì ví dụ các bạn xem nhá, ví dụ như này. Mình quạt nhá, nhưng mà mình thêm cả kết hợp với cả quạt và giải nốt nhá, chứ là thấy chưa? Sẽ khác hơn rất là nhiều đúng không? Đó, các bạn sẽ cảm thấy mình không bị nằm chững lại một chỗ mà chúng ta có thể di chuyển được nhiều chỗ khác nhau. Đó, chúng ta thấy chưa? Thì cái này là sẽ giải quyết được cho các bạn là cái cảm giác rằng là chúng ta cứ bị chững lại. Đó, ok. Cái phần này thì các bạn có thắc mắc gì các bạn hãy để lại comment ở phía dưới để họ để chia sẻ nhé, ý kiến của các bạn nhé. Mình thì mình cũng chia sẻ trên một góc độ của là mình biết ở chỗ này thôi, có thể là mình đang thiếu rất là nhiều. Các bạn hãy để lại comment phía dưới để chúng ta cùng góp ý. Rồi, cái tiếp theo là gì? Chúng ta luôn luôn thấy rằng là những người biết chơi đàn đúng không, họ chơi được rất nhiều bài kiểu dạng fingerstyle hoặc là đệm hát, người ta có thể chơi luôn hay luôn, hoặc là được ở mức ở dạng gọi là cơ bản, gọi là được. Thì tại sao người ta lại chơi được tất cả như vậy? Có phải người ta bài nào người ta luyện tập người ta cũng luyện tập không? Không phải đâu các bạn. Không phải bài nào người ta cũng luyện tập, bỏ thời gian luyện tập. Tất nhiên là người chơi đàn người ta chơi qua rất nhiều bài rồi đúng không? Thì chơi một bài đã từng chơi qua rồi thì người ta sẽ gặp lại thì người ta sẽ chơi nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đó, người ta sẽ có kỹ năng hơn, có thêm hơn bởi vì nó quen thuộc hơn mà. Đâu giống như một con đường mới hoàn toàn mình đi qua rồi, xong mình lặp lại, mình đi lại thì nó sẽ có cái gì đó nó quen thuộc hơn đúng không? Đó, đệm đàn thế. Thì ở đây tại sao người ta có kỹ năng, chúng ta đặt ra câu hỏi lớn, đấy là tại sao cái người chơi đàn đó người ta lại có được cái kỹ năng như vậy?
thì mình cũng đã làm nhiều video rồi, các bạn không có một con đường nào khác. Đó chính là gì? Ngoài cái việc năng khiếu ra, nó chỉ giúp cho một phần thôi, nhưng mà không có một con đường nào khác. Đó chính là gì? Đó chính là học cơ bản. Đó. Học cơ bản để làm gì? Để chúng ta có được khả năng cảm âm. Đó. Khả năng cảm âm các bạn hình thành từ những cái việc học cơ bản, ví dụ như là đọc, học nhạc lý này, học về nhịp phách, học về sướng âm, hiểu về các thuật ngữ trong âm nhạc. Thuật ngữ ở đây là gì? Ví dụ như họ nói nhịp là gì, phách là gì, thăng là gì, dáng là gì, đôi khi các bạn cũng không biết. Đó. Thì chúng ta làm sao mà chúng ta đấy được, đúng không? Thì chúng ta học nhạc lý nó sẽ giải quyết được rất nhiều những thuật ngữ âm nhạc và những cái lý thuyết mà chúng ta cần phải biết ở trong ngành âm nhạc. Ok, thứ hai nữa là gì? Các bạn cải thiện được cái khả năng cảm âm. Đó, cảm âm thì thông qua cái việc đọc sướng âm. Đó, đọc sướng âm thì nó cho các bạn cái khả năng là chúng ta nghe một cái bài nào đó chúng ta bắt được hợp âm luôn, hoặc là nghe một đoạn nhạc nào đó chúng ta có thể chơi lại được luôn. Đó. Đấy là vấn đề lớn mà chúng ta cần phải học. Nhưng còn không có cách con đường nào mà dễ hơn như thế đâu các bạn. Tất nhiên là có, nhưng mà những bạn người ta gọi là trăm hay không bằng tay quen ấy, họ chơi rất là nhiều, họ chăm chỉ tỉ mỉ, chi tiết thì họ làm nhiều lần thì họ cũng sẽ có được khả năng đấy thôi. Đúng không? Nhưng mà cái khả năng mà khả thi nhất đó là gì? Đó là chúng ta học đi vào học cơ bản. Đó. Mình có những có cuốn sách về nhạc lý, cuốn sách về sướng âm, các bạn cần thì các bạn có thể liên hệ với mình. Đó, liên hệ với mình sẽ chia sẻ với các bạn, cho các bạn học, hoặc là các bạn cần những cái giờ mà chúng ta học về nhạc lý. Ví dụ mình đánh thì các bạn những giờ những cái bạn video về nói về nhạc lý thì các bạn cứ comment ở phía dưới, mình sẽ làm một video đó. Ví dụ mình có cái bài, họ có cái bài xếp làm sao như nào. Cái bài như này không cần phải tập trước luôn, nghe và đánh luôn đó, ví dụ như vậy. Ok, video hơi dài một chút, xin lỗi các bạn nhé, nhưng mà chúng ta chỉ có xem nhé. Nếu chúng ta mình hy vọng là cái video nó sẽ có cung cấp cho bạn nhiều thông tin để chúng ta có được một cái kiến thức nào đó, chúng ta định hướng nó cho ta học nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.